Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, đây là những con giáp cực kỳ may mắn hết phần thiên hạ trong ngày 29 tháng 9 âm lịch. Các bạn cùng kiểm nghiệm xem có đúng hay không nhé. Vận trình ngày 29 tháng 9 âm lịch của những con giáp này khá nhiều điều tốt lành và may mắn. Bạn có thể có được chút may mắn về tài lộc bất ngờ như trúng xổ số độc đắc, bốc thăm trúng thưởng hay nhặt được tiền. Những may mắn của những con giáp này không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy phấn chấn trong những ngày cuối tháng này. Bên cạnh đó, vận công việc cũng có nhiều tin vui và điềm báo tốt được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp ủng hộ. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Người tuổi Sửu ôn hòa, cởi mở, hào phóng và thẳng thắn, chính trực, luôn biết tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Trong ngày 29 tháng 9 âm lịch, do cung mệnh xuất hiện cát tinh, tam đài, tướng tinh nên tài vận và tình của con giáp này vô cùng hanh thông và khởi sắc. Những cơ hội tốt về đầu tư, kiếm lời liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Rất nhanh chóng, người tuổi Sửu sẽ trở thành phú ông lắm tiền nhiều của. Đồng thời, con giáp này cũng sẽ có hỷ sự về tình cảm, hôn nhân trong thời gian này. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc lá nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lui. Cục diện hai hành thổ tương hòa nhắc nhở trình tài lộc, cho dù tốt tới đâu thì bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Trong ngày hôm nay có thiên tài chiếu vận nên những người tuổi Dần có công việc tay trái đi làm thêm sẽ gặp may mắn hơn những người khác. Cơ hội kiếm tiền của người tuổi Dần rất nhiều, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì việc tiền tràn ngập két là điều đương nhiên xảy ra. Ngoài ra có quý nhân giúp đỡ về tình cảm nên chuyện tình cảm, hôn nhân của người tuổi Dậu vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề, bài bạc là phất lên rất nhanh. Được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tình cảm của tuổi Dần đi lên, bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý và làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ. Tài vận chịu ảnh hưởng từ cục diện mộc khắc thổ nên bị hao hụt, tiền vào túi cũng không phải là ít, nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu người tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Hôm nay, do có cát tinh nhập mệnh nên tài vận của người tuổi Mão rất vượng phát, chuyện tình cảm cũng trở nên suôn sẻ. Con giáp này sẽ được thăng chức, tăng lương, đặc biệt những người tuổi Mão còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời. Tuổi Mão được chính tài chiếu cố nên khá là thật thà, làm được việc, đặc biệt là những người làm công chức, công nhân hoặc có công việc ổn định. Bạn đủ năng lực để vượt qua những trở ngại sắp tới, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng của mình thì thành công sẽ chẳng còn xa nữa. Vận trình tình cảm được lục hợp soi sáng nên gia đình bình an, vợ chồng yêu thương nhau. Bạn coi trọng vấn đề đạo đức, luôn hướng bản thân đến sự lương thiện để con cháu được hưởng phúc, ra ngoài gặp người khó khăn hay động lòng thương người, từ bi từ trong tâm.
Tuy nhiên, cục diện mộc khắc thổ cảnh báo tuổi Mão cuối tuần đi đâu chơi nhớ khóa cửa, khóa xe cẩn thận, ra đường phải chấp hành luật giao thông, không mua hàng ở nơi không quen biết, kẻo bị chặt chém, tốn tiền vì những thứ không đâu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Được chính quan nâng đỡ nên tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên. Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có tam hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa, núi đao, chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy, gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh, chính là may mắn lớn rồi. Là con giáp phát tài cuối tháng 9 âm lịch, lại thêm hỏa dưỡng thổ, vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Trình ấn chiếu mệnh nói rằng tuổi Mùi hôm nay có được chỗ đứng trong công việc, lấy lại được danh dự đã mất. Tuy nhiên vận may chỉ xuất hiện ở những người hôm nay vẫn phải đi làm. Càng mềm dẻo, khiêm tốn thì may mắn càng đến nhanh hơn với bạn. Ngay lúc này, nôn nóng và sự cố chấp sẽ khiến tuổi này gặp bất lợi vì lương tâm hình. Thời buổi bây giờ, giả khờ sẽ dễ sống hơn, giỏi quá làm gì chỉ khổ thân bạn mà thôi. Chung quy, sự hiểu chuyện, sự để tâm chỉ dành cho đối tốt với mình. Đừng tâm sự với người mới quen. Vận trình tài lộc có nhiều hướng sa sút, bản mệnh đang sa đà vào những thứ không thiết thực, con giáp này tiêu tiền vào những thứ không đâu, như vậy thì chẳng mấy chốc túi tiền cũng cạn kiệt, cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, hợp lý hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Được thiên ấn trợ mệnh nên khả năng cao trong ngày nay hoặc là thời gian tới, tuổi Tuất sẽ được cấp trên khen ngợi, được khách hàng tin tưởng và cho lộc. Hãy cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển công ty. Nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa nên người này biết dung hòa tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nữ tuổi Tuất nhu mì khéo léo, đối xử nội ngoại công bằng để lộc cho con cái. Nam tuổi này thì ra ngoài giỏi ăn nói, biết cân bằng gia đình và các mối quan hệ ở bên ngoài. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho thấy đường tiền bạc ổn định, không có biến động trong ngày này. Nếu hôm nay mà có khoản chi bất ngờ thì đó cũng là khoản chi bắt buộc mà cần thiết, nên bạn đừng quá lo lắng hay tiếc tiền, về sau Tuất sẽ thấy lợi ích của nó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 29 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.